nấu xong bính. Mời các bạn đến với kèo đôi công mượn khoát nha các bạn. Phía bên đây là Thái Diêu, phía bên kia là Sĩ Đăng nha các bạn. Đánh 12 điểm tới nha các bạn. Điểm 1 đều. Quá dữ. Và giá y của Sĩ Đăng các bạn. Điểm 2 1 bị danh tỉnh banh. Tiếp tục là pha phát bóng không qua lưới của Chánh Hiếu. Bên đây còn đầu hai gói á. Điểm 2 đều. Phát bóng ngoài. Điểm 3 2. Nổ xong. Điểm 3 đều. Pha phát bóng không qua lưới. Điểm 4 3. Bỉnh. Tiếp tục là những pha dội bơm của Thái Diêu các bạn. Điểm 4 đều. Và lỗi bắt một của Sĩ Đăng. Lợi thế nghiêng về Thái Diêu. Điểm 5 4. Bóng chạm tay ra ngoài. Điểm cho Sĩ Đăng. 5 đều. Và phát bóng quá căng. Và đập bóng trên tay nhưng tiếc là bóng ra ngoài các bạn. Tiếc. Rất là tiếc. Quá tiếc đi chứ.
1.65. Phát bóng không qua lưới. Đã có 3 quả phát bóng không qua lưới của Chánh Hiếu. Điểm 6 đều. Phát bóng ngoài. Điểm 7, 6. Hiện tại phía ngoài đang có những giọt mưa nhỏ nhỏ nha các bạn. Vòng vòng đây cũng phải có mười mấy YouTuber đang quay. Chích ra ngoài miếng. Nè qua đây ngồi đi. Trời ơi trời nữa khá. Không dám bài lâm gì. Hay quá. Pha bỏ nhỏ của Si Đăng. Điểm 9 8. Và phát bóng khó chịu của Chánh Hiếu. Điểm 10, 8. Đập bóng không qua lưới. Điểm 11, 8. Quá tốt. Điểm 9, 11. Kết thúc bên Sĩ Đăng thắng nha các bạn. Đây là kèo đôi công mượn phát giữa Thái Diêu và Sĩ Đăng. Đây là sân bóng chuyền Cu Xin Bắc, địa chỉ Phước Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh nha các bạn.